Đền Đông 1500, hàng full full đồ, full catalog, full dây nguồn xịn, full khiển. Đấy. Giá 9 triệu đồng cho anh em nào thích hàng thửa, hàng mạng đấu giá vừa về, bóc ra test luôn. Còn này thì bao chơi loa to, loa từ loa Nhật, loa Mỹ đánh hay hết, loa châu Âu. Đặc trưng dòng Đền Đông như vậy. Cái dòng Delo thì nó có sở trường là đánh các loại loa, loa Bow 601, 301, loa sạc Vin Vega, JBL, hoặc những dòng âm ly loa của Peeler 180A, 180D, 180 chơi, hoặc những dòng loa gấu của Onkyo, Diatone, Diatone 77, rồi 502, 501, 503, Diatone 1000, Onkyo 77, 1000, chơi hết. Trở kháng 416, có preamp. Hàng mạng, hàng đấu giá về đẹp xuất sắc, full đồ luôn. Đẹp full đồ luôn các bác nhá. Đánh bi dai. Chức năng làm dề bao, anh em nào có cục đẩy thích chơi con âm ly khủng đẹp này ghép thêm vào lấy âm sắc. Ghép với cục đẩy để tận dụng bộ phận chỉnh âm sắc của con này, bát chép cực hay luôn.